Thưa cha, như vậy thì có các linh hồn mồ côi không ạ? Mồ côi quá bụa hả? Mồ côi hiểu theo nghĩa nào? Có nhiều người thì nghe cái chữ mồ côi là dị ứng. Bởi vì trong Thiên Chúa thì không thể nào có một ai mồ côi cả. Chúa không có loại trừ ai. Con cái của Chúa, Chúa thì vẫn hiện hữu, hằng hữu, muôn thuở, muôn đời. Không bao giờ có một ai con cái Thiên Chúa mà là mồ côi cả. Không một ai bị loại trừ về lòng thương xót của Chúa cả. Cho nên hiểu theo nghĩa thần học, có linh hồn mồ côi không? Thì câu trả lời của chúng ta là không. Không có linh hồn mồ côi trong Chúa. Nhưng mà nếu ta hiểu một cách con người, một cách hơi tình cảm, thì ta có thể hiểu là có linh hồn mồ côi, nghĩa là những con người đã khuất mà bây giờ chẳng còn ai nhớ đến. Sinh ra thì đã bị đẩy vào cô nhi viện, chẳng biết còn bố còn mẹ, chẳng còn anh còn em. Rồi bây giờ chết đi rồi, chẳng còn ai nhớ đến. Họ mồ côi theo cái khía cạnh con người. Hiểu mồ côi là hiểu theo nghĩa đó. Cho nên những cái người dâng lễ, xin dâng lễ, họ xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, thì tôi thiết tưởng là họ hiểu theo cái nghĩa con người, chứ chắc cũng chẳng nghĩ sâu xa chuyện thần học đâu. Mồ côi bởi vì thấy thương, mình xin lễ, mình cầu nguyện cho bố, cho mẹ. Bây giờ có những người chẳng ai cầu nguyện, tôi còn xin thêm một lễ nữa cầu cho các linh hồn mồ côi. Hiểu theo nghĩa này thì cũng là một sự tốt đẹp, thánh thiện. Nhưng mà có lẽ cần phải giải thích cho anh chị em tín hữu hiểu, mồ côi ở đây hiểu theo nghĩa là những cái người không có người thân để cầu nguyện, chứ không phải là mồ côi đối với Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa không ai là mồ côi cả. Không ai là mồ côi cả.